Alamaz. Holmes. Rogan. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Oklahoma. Vâng, C đấu thứ 5. C đấu cuối cùng của ngày hôm nay và trận đấu đầu tiên Seng là của gì? Và Roman là của chim sẻ. Lại là kèo Zom Seng. Vâng, vào Roman tưởng tươi. Nhưng Bibi lại là Seng. Kèo rất khó. Vâng, Seng ở Mapla thì có lẽ đối với thủ top 1 thì chỉ có những cái bài Seng lên xong lực yếu, chả bao giờ có những cái bài Seng không lên đời cả. Chúng là hiếm, cực kỳ hiếm thì chúng ta mới gặp được một cái bài Seng không lên đời. Nó tỷ lệ gọi là 0.% bằng một con voi và bầy hiêu hầu 4 con của chim sẻ. Bắt đầu được thiết kế là rất sớm ở phút thứ 4 với Roman. Và thêm một bầy hiêu nữa rất gần với chiếc bế ăn gỗ. Có lẽ chim sẻ sẽ đá về rồi. Hai đều rồi anh. Xe này xe chung kết. Rồi, con voi đã về thành công nhà của chim sẻ. Một bài mà nếu như đánh theo cái kiểu cơ bản, Seng đánh kiểu 1L1A, 1L1P và 1A công chết ngay Roman sớm. Hoặc là 2L1A, Roman rất khó đánh. Nói chung trận đấu này thậm chí là Seng của BB cũng không cần phải sử dụng đến những con phù khi mà đối đầu với Roman. Bởi vì những con lạc đà nó rất là khắc rồi. Chưa kể cái việc mà với Seng thì cái việc chuyển lưng bánh xe, chuyển sang đánh cung R rất là dễ dàng. Cung R kẹp mà chém, kẹp lạc đà là đủ để có thể giết được những con chém rồi. Con rất khắc. Vâng, như vậy là thấy thêm hai con voi nữa thành bài 5 voi. 5 voi và 9 hiêu. Bài 5 con voi và 9 con hiêu. Toàn bộ lượng đồ của chim sẻ đáng là như thế, rất dễ đếm. Bầy hiêu đỏ 4, bầy hiêu phụ 5. Ui xời. Ô, 3 phát không chết. Có lẽ là một phát là voi húc ở dưới dốc, vì thế nó bị giảm đam. Vừa quay đầu, có lẽ là dân không chết đã thành công rồi, bị tới 3 phát húc. Có lẽ nhiều khả năng sẽ được đời ngang với Seng ở trận này, bởi vì S đầu của chim sẻ đóng thiết kế cũng cực kỳ sớm. Không, không ngang được 25 dân và sang 10 thì rất khó để có thể ép đời ngang được với Seng. Có lẽ Seng thời điểm này kích rồi, chuẩn bị chạy dò rồi. Vâng, toàn là về tới nhà rồi thì chạy mất. Mình sẽ mất thêm một tí tay.
Con giò sinh ra. Vâng, đẩy đi, lưng luôn chặt gỗ. Phải đánh phiêu phiêu như thế thì mới có tí cửa. Vâng, đây là một con dốc ảo, các bạn có thể thấy voi quay đầu liên tục ở khu vực con dốc này. Sẽ bỏ luôn. Ứ ăn nữa, anh dỗi rồi. Ờ, gặp luôn. Ăn hoang khu vực giữa bản đồ. 5 thằng, 4 thằng. Ăn hoang lực thì đây thì ngon. Nếu đây là bãi lực của Vi thì ngon. 4 dân đang ăn hoang rồi. Có lẽ là ở nhà Vi vẫn ra ruộng rồi, xem nó rất là dễ đánh. Vâng, không thấy nhà Bi. Vâng, như vậy là dò lỗi rồi. Đi đến đây mà không có thì dò lỗi rồi. Nhà Bi đấy. 9 giờ. 9 giờ. Sang đánh thẳng cung à? Sang cũng đánh phù. Rồi, ăn luôn. Sang cũng có bánh xe rồi. Thế chỉ đánh một phù thôi. Tôi nghĩ như vậy. Và bây giờ tập trung sóc tha đều hai nhà BL để chém nhau với Sang. Một phù đến từ Sang. 1A, 1L, 1A, 1B. Bài cơ bản. Nhưng mà đối đầu khi mà Sang đối đầu với những quân chém. Vâng, hai chiếc E rất tinh quái nhưng mất luôn. Con giò, à xem con phù thủy nó mút mất. Vì đang về nhà ra ruộng ở nhà rất là nhiều. BL thứ 3 đánh trâu sống đơn. Đang phiêu đến từ chim sẻ. Vâng, lạc đà đứng chặn đường đi quân. Cung R đã di chuyển sang. Và nó bắt gặp ngay một con phù thủy của chim sẻ. Dễ đánh quá. Lạc đà cứ đứng nhà, cung R lên rỉa. Lạc đà đứng nhà thủ sọc đơn. Cung R thì đi rỉa phù, hoặc là đi bắn kiểu móc máy chim sẻ thôi. Sau đó ở nhà sọc dân phát triển. Thế rất dễ đánh của Sang khi mà đối đầu với Roman. Vâng, rất khó chịu. Khó vào. Trẻ đang muốn thiêu những sọc đơn vào dân. Nâng cấp cái giáp 4 trước để giữ mạng sọc đơn nó được lâu hơn. Chim sẻ lên thẳng chặt gỗ từ đầu, bởi vì vậy mà chim sẻ đang có một cái lực gỗ rất là khỏe để có thể ra ruộng và để có thể làm mọi người làm nhiều thứ. Vâng, cái cây gỗ nó trụi lá rồi, không trốn được. Chiếc BL thứ tư. Thế trận mà chim sẻ vẫn đang muốn thiêu quân.
Đào một cục sọc đơn vào chết sạch mà không làm được gì nhiều. Ăn được hai con lạc đà thì ngay lập tức BB mút lại luôn. Trẻ đang thi đấu rất cố gắng. BB có lẽ cũng đang muốn công lên rồi, không muốn để bị chim sẻ công mãi, chuyển sang thế đánh chủ động chứ không đánh thủ bằng tập. Rồi lao vào đá thôi. Sọc đơn giáp 4 rồi, mút hết. Không sợ. Công 4 đang lên đúng không? Đang lên công 4 rồi. Bãi vàng của Bi đang hở không? Chim sẻ chưa nhìn thấy. Và ở nhà thì Bi đang công lên. Vâng, chim sẻ giàn quân đứng quá đẹp. Và mút ngay hai con lạc đà. Mút ngay hai con lạc đà của Bi. Tham lai lập người, chim sẻ đang phát triển rất khỏe. Vâng, bên kia BB đánh 2L1A. Có lẽ thời điểm này tham lai chim sẻ đang đè. Chim sẻ đang phát triển là quá khỏe ở trận đấu này. Thực sự hay. Sẻ đang đánh một bài Roman rất hay và tự tin, các bạn có thể thấy. Lên đời kích thẳng chặt gỗ. Nếu như trận này mà BB để thua thì sẽ là trận thua thứ hai mà BB cầm sen. Trận thứ hai BB cầm sen và để thua. Đây những con sọc giấy công 4 giáp 4. Timeline, chim sẻ đang đè. Đè rất mạnh. Bãi gỗ BB chắc chắn hả? Thời điểm bây giờ chắc chắn hả? Biết mà. Rồi. Ôi giờ vẫn còn đang đóng S để phát triển. Khác hẳn so với chim sẻ bây giờ chơi toàn nhà chính rồi. Vâng. Úi giời. Úi giời. Bạc ơi. Bạc ơi. Bạc ơi. Vâng, ở đầu câu chân hình của Toàn. Và lúc này nói chung là và anh em tôi trêu nhau nó rất là vui, không có vấn đề gì cả. Và vừa nãy tôi cười, lúc sau mà bị bật tham ấy, bị nó cười lại đau lắm. Và tầm này thì thích thì chơi, đó là con đấu là con BB đã gì đấy, dở đấy à, quên lưng giáp. Ôi giời ơi, hay quá. 1-0 dành cho chia sẻ một kèo Roman Sen. Vâng, cái thế phát triển của BB nó khó phát triển. Rừng của BB nó xấu, khó phát triển. À, lúc đầu cứ thấy chim sẻ mang quân sang thiêu mà không làm gì được. Cứ nghĩ là tham thua. Ai ngờ là ở nhà mình phát triển khỏe hơn nhiều. Vâng, lưng chặt gỗ sớm hơn hẳn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu